Hello anh em. Hiện tại thì mình đang đi khảo sát cái khu vực là các dự án của BIM Group ở dưới Hạ Long. Mình sẽ làm một chuỗi video tất cả các dự án, các chủ đầu tư ở đây để cho các bạn tham khảo. Đây thì chúng ta đang đi vào cái khu vực này là khu vực đã bán đảo 2. Người ta gọi là bán đảo 2. Thế cái dự án đầu tiên mình sẽ chia sẻ cho mọi người, đó là dự án Little Việt Nam. Cái này nó bán từ năm 2000 ạ. Bán là 2000 à? Đấy, 2000 mười mấy rồi, khá lâu rồi, tầm chục năm nay rồi. Thì đất ở đây nó tăng rất nhiều, được chưa? Nó tăng bởi vì ngày xưa nó chỉ bán hai mấy ba mấy triệu mét vuông thôi. Đây để mình xem lại cái lịch sử cho mọi người, nói cho mọi người biết, người biết nhé. Đây rồi. Bây giờ hiện tại ở đây nó còn tầm 6-7 tỷ một căn. 6-7 tỷ một căn. Rất là cao. Ngày xưa nó rẻ lắm anh em ạ. Ngày xưa rất là rẻ. Giá ở đây x2x3 lần. Nhưng mỗi tội là ở đây vẫn để trống nhiều. Vẫn để trống nhiều. Bên này là cũng là cái khu vực cam kết ngày xưa đấy. Bên tay trái ấy. Ngày xưa mình có thuê một cái văn phòng trong này nên mình biết giá đầu tư đầu cơ ở đây nó cũng khá là ổn. Đấy, mọi người nhìn thấy các cái cổng giống như cầu Thế Húc, giống như người gọi là cầu chùa. Nói chung ở đây để nghỉ dưỡng này đẹp, mỗi tội là bé tí thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy đúng không? Đây là cái vùng lõi, đây là một cái nhược điểm khi mọi người đi mua dự án này. Cái căn ở trong vùng lõi, các căn ở bên trong làn trong ấy, thì nó sẽ bị cái hiện tượng là hai làn xe đỗ nhau cái là đứt. Và cái nhà căn liền kề là hai xe là cũng dở. Đấy, nếu mà có cái đôi xe đối diện trước mặt mình đây ấy, đi ngược lại thì cũng dở. Nên là nếu đã mua thì cứ trục đường đôi, trục đường to, mặt đường lớn chúng ta mua. Còn trong này thì chúng ta mua giai đoạn đầu, mua giai đoạn chúng ta ăn chỉ một giai đoạn thôi để có lợi nhuận cho chúng ta đi. Chứ nếu mà để công năng sử dụng trong này thì không phải là hiệu quả. Với cá nhân mình thì mình không thích cái kiểu để xe như thế, nó rất bất tiện. Rất là bất tiện. Đấy, cái đây là cái dự án là ra x2x3 lần đây này. Đấy. x2x3 lần đấy. Đấy là dự án đầu tiên của ông gọi là ông gì đây, ông BIM Group Little. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra cái dự án bên tay trái này cho mọi người xem. Thế mọi người đi đầu tư là mọi người phải đi thực tế và biết cái lịch sử như thế này này. Đấy, lịch sử thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, ở đây thì đều nó khai thác hôm tây với cả linh tinh thôi. Vài năm trước thì khai thác hôm tây được, nhưng mấy năm nay thì đói. Bên tay trái của mình là cái biệt thự nghỉ dưỡng Intercon. Ngày xưa thì cái này nó là cam kết lợi nhuận 8% trong vòng 5 năm. Đấy, cái biệt thự này đây, mọi người nhìn cái biệt thự đây. Và trên kia là biệt thự Sky Villa. Đấy, nhìn cái background của nó này. Đầu tư biệt thự nghỉ dưỡng thì nó cũng có điểm lợi, cũng có điểm bất lợi. Điểm lợi là phải có cam kết, còn điểm bất lợi nếu anh em cứ mua cái hàng tham xe là thôi bỏ đi mà làm người. Đấy ạ. Tham xe là vỡ mặt đấy, chứ không phải không đâu. Đấy, mọi người nhìn này, đúng không? Rất nhiều những cái căn biệt thự ở đây. Cái này là khu VIP rồi. Cái này nếu mà mọi người có ở trong Phú Quốc thì mọi người sẽ biết được là ở trong Phú Quốc nó cũng sẽ rất là đắt. Phú Quốc nó có Residence với cả bên Intercon ấy. Intercon mình cũng nghỉ trong đấy rồi mình biết. Thì những cái căn hộ ở đây mà nó rất là sang, giá cho thuê rất là cao. Đấy, nó ngang ngửa mấy JVK Marriott ấy. Còn bên tay trái của mình là cái hồ này thì mình nói một video rồi. Cái hồ này thì cơ bản tương lai cũng rồi lấp lốt thôi. Nhưng còn cái này cũng chẳng phải hồ là bàn giao cho thành phố, chứ thì mình nghi thì với cá nhân góc nhìn của mình là sẽ khả năng là sẽ lấp. Còn đối diện trước mặt mình như thế này là cái chung cư Citadin, những cái dòng cam kết cho thuê ở đấy, đấy nó có cả để ở đấy, để ở thì lại có lợi nhuận. Chứ mà hàng cam hàng cho thuê hàng condotel căn hộ ấy thì nó trả có 1-2 triệu, nói chung là như kiểu bỏ tiền ra chẳng được gì ấy. Bên tay phải thì mai kia sẽ làm những cái khu biệt thự. Bên tay trái là đất biệt thự, cái chỗ này cũng giá cũng khá cao đấy. Bên tay trái mình này.
Đây là xem giá bao nhiêu là. Nó chưa có, xa đoạn kia thì mới có. Đây là chúng ta đang đi sang bán đảo 3. Ngoài ra bên này ngoài này mới có. Chỗ này thì chưa chưa mới có bán. Đấy mọi người nhìn bên tay phải ấy, là lại dự án. Nói chung khi đi đầu tư mọi người phải nhớ đến rằng BIM với săn ấy là hàng cái chiến lược, là cắt bán dần, giống như một cái cá nhân ấy, là mình mua một cái mảnh 5.000 mét, xong mình cứ bán ra, cắt ra mình bán 200 mét một, 200 mét một, cứ bán bao giờ ở hết thì thôi. Cứ nhưng cái lần thứ hai ấy, thì lúc nào cũng giá nó cao hơn lần thứ nhất. Nhưng với cái thời điểm này khủng hoảng như này thì đôi khi cái lần thứ hai đôi khi lại còn rẻ hơn lần thứ nhất. Nó rẻ hơn bởi vì nó qua thông qua các chính sách. Nên mọi người phải chú ý cái điều đó. Đất còn mênh nó mông ba la bạt ngàn lắm. Đấy, mênh mông ba la bạt ngàn. Đấy, chỗ này là Citadin đây. Đấy là anh em nào dùng đầu tư căn hộ condotel hay là căn hộ nghỉ dưỡng là cẩn thận nhé, vỡ mồm vỡ mặt. Đấy lại bên tay phải lại là đang là dự án đấy. Đấy người gì đây, Marina Bay Beach Bay Front này đây này. Nếu mua chung cư để ở, anh em mua để một căn cuối tuần hoặc là mua chơi thì ok. Chứ mua đầu tư là mệt đấy. Mua đầu tư là không 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 hiệu quả đâu nhá. Nhá, chưa hiệu quả đâu hoặc là hiệu quả không cao đấy, mọi người có thể tìm hiểu nhé. Đấy, mình đang đi vào cái sảnh của họ. Đấy, cũng khá đẹp nên mình quay ngược lại cho mọi người nhìn. Bên này là bán đảo 3 rồi. Đấy, bán đảo 3 đấy mọi người nhìn nữa. Đấy, đẹp chưa? Để đi hẳn vào sảnh cho xem này. Với mình thì khi đi đầu tư bất kỳ một cái gì hay tham khảo bất kỳ một cái gì là mình phải đi thực tế, mắt thấy tay nghe tay sờ. Bởi vì mình bỏ ra tiền tỷ mà, bỏ rất nhiều tỷ mà. Mà anh em không bỏ bỏ thời gian công sức đi tìm hiểu thì lấy đâu ra mà đầu tư được. Đấy ngày xưa thì bảo đây là mặt biển nhưng đối diện nó lại là xây. Đừng bao giờ tin những lời hứa của chủ đầu tư, đúng không ạ? Đừng bao giờ tin, bởi vì họ cũng là con người thôi, đôi khi họ còn rất là sát phạt chứ không phải không đâu. Có những chủ đầu tư uy tín thì cũng còn tạm được, lâng cái phần 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 chính xác lên. Nhưng có những chủ đầu tư thì mình nói thật luôn là khó có thể tin được. Cho nên nếu không thì nếu đâu ra mà nhiều chủ đầu tư bị bắt như thế, đúng không? Họ cũng là con người chứ có gì đâu. Tốt nhất là cứ mất lòng trước được lòng sau, mình túm được tóc thì mình mua, túm được thì thôi. Đây là cái đất ngày xưa này, đất bên này này. Đấy, đất ở đây nó giá nó cũng cao. Nó cũng cao rồi. Đấy. Giá đây bây giờ nó loanh quanh khoảng tầm bao nhiêu? Cũng phải trên dưới trăm đấy, 50-60. 80 ở bên mặt đường này này. Cái dự án bên tay phải lại làm đầy thế này. Đây bên này là dự án. À đây, đây là một cái bài học để chia sẻ cho mọi người. Là cái dự án này là cái dự án không tăng không giảm đây. Grand Townhouse, gọi là những cái shop house, nhìn thấy đẹp không? Mọi người nhìn thấy trái đẹp không? Mình đi vào đây cho mọi người nhìn xem. Rất là đẹp. Đúng không? Cái đường này thì cũng gọi là tạm được một chút thôi, to hơn cái đường kia một chút nhưng mà nói chung là vẫn là phần nội. Đấy ở đây thì là đúng là bán 4 năm qua thì không tăng không giảm. Mặc dù qua cái đợt sóng thần như thế thì nó chẳng tăng chẳng giảm gì cả, thà nó tăng xong nó giảm thì nó còn có tính biến động, nhưng đây nó tăng và nó giảm không đáng bao nhiêu luôn đấy. Đấy mọi người nhìn thấy để ở rất đẹp đúng không, cái tông màu màu ghi rất đẹp, gọi là màu trầm rất đẹp. Nhưng đây là một cái bài học để chúng ta nhìn nhận là gì, do lúc đầu giá chủ đầu tư đưa quá cao dẫn đến là cái đợt vừa rồi sóng thần không thể lên được, may là không giảm ấy. Cho nên là khi sóng thần bão qua các cái chỗ khác nó cao lên rồi nên là cái bọn này nó mới đứng lại. Nó mới đứng lại. Như cái bọn trắng trắng trước mặt mình này thì lại tăng giá. Bởi vì ngày xưa nó bán giá rẻ. Chứ bây giờ nó bán giá cao thì ai mua? Ở trước mặt mình là những cái căn biệt thự. Bọn này mọi người nhớ cái video mình nói trên Monaco ấy. Một căn ở đây thì nó sẽ đổi được tầm 3-4 căn ở bên Monaco trên các dự án khác. Đơn giá từ 120 đến 150 một mét vuông. Thế liệu rằng các bạn bảo là tính thương mại nào ở đây bây giờ? Chỉ có tính đầu cơ chứ tính thương mại gì ở đây bây giờ, đúng không? Tính thương mại như nào thì được nữa. Đấy mọi người nhìn không? Cái này 4-5 năm rồi. Bây giờ thỉnh thoảng mới có căn đi vào sửa sang. Để đi vào để hoạt động. Chứ không phải căn nào cũng đi vào hoạt động đâu. Đấy ạ. Đấy mọi người nhìn ạ. Đấy, đấy là minh chứng cho cái bài học là mua sau 4-5 năm vẫn đứng nguyên mặc đi qua cái cơn bão sóng thần.
nếu mà không có bão sóng thần mình nghĩ là giảm giá. Còn có bão sóng thần còn không giảm giá được là bởi vì các cái chỗ khác nó lan cái giá nó cao lên, chứ còn không thì cũng toang đấy. Hiệu ứng của BIM Mission thì là cứ cắt dần ra bán thôi. Đấy, cắt dần ra bán. Rồi thì nữa mình sẽ ra cái dự án tiếp khai tiếp theo cho anh em. Nhưng mà cứ đi như này để cho mọi người hiểu. Rồi, mọi người đợi clip tiếp theo nhá. Xin chào.